sinh năm 1975 tuổi Ất Mão 1975 mệnh gì, năm sinh dương lịch 1975 tính từ ngày 11 tháng 2 năm 1975 đến ngày 30 tháng 1 năm 1976 theo dương lịch năm sinh âm lịch, Ất Mão ngũ hành, đại khê thủy, nước khe lớn, mệnh thủy trong phong thủy, đại khê thủy như dòng nước suối lớn. Người tuổi Ất Mão mệnh đại khê thủy nếu số mệnh lớn ắt là người có tài thao lược, có tầm trong kinh doanh và chiến sự, nếu không thì cũng là người có hoài bão nhưng sự nghiệp long đong, phải quyết tâm lâu dài mới đạt được thành tựu. Bài văn khấn Phật bản mệnh cho người tuổi Mão. Những người ngủ hay ngủ bị bóng đè, giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, mơ có người nằm cạnh, con bị trêu khóc ré lúc nửa đêm hay bản thìn liên tục thấy mệt mỏi, suy kiệt năng lượng thì bạn hãy đọc bài khấn này với Phật hộ mệnh. Văn thù Bồ Tát là Phật hộ thân cho người tuổi Mão. Bài văn khấn Phật bản mệnh như sau: Nam mô Phật Văn Thù Bồ Tát Bồ Tát, ba lần, phù hộ độ trì cho con là, đọc tên bạn trên, tên con bạn trên, tên người bạn muốn Phật độ, con sinh năm, được an sinh bản mệnh, vững vàng bản tâm, thìn gần bậc tôn quý, xa lánh kẻ tiểu nhân, khai tâm khai sáng, bền trí bền tâm không cho chúng ma quỷ vong linh âm binh chỏng vẹo, Phật pháp vô biên cho con tâm không âu lo, tâm không phiền não, thìn không bệnh tật, cho con vận đáo hanh thông, cho con tăng thêm lý tính, khai thêm trí huệ, cho vạn sự an yên, cho tâm linh hết thảy không ngại. Chúng con người trần mắt thịt, tội lỗi đầy thìn, đường dương chưa tỏ, đường âm chưa thấu, pháp chưa khai quang, tâm chưa thanh tịnh, nếu có điều gì si mê lầm lỡ xin được tha thứ bỏ quá đại xá cho. Cúi mong các vị từ bi gia hộ chi bản mệnh con được kiên định, an nhiên yên lành, con xin chân tâm bái tạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật ba lần, con Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát ba lần, con Nam Mô Phật Văn Thù Bồ Tát ba lần. Đeo Phật bản mệnh để được bảo hộ bình an, cuộc sống gặp may mắn. Phật bản mệnh được biết đến như một trong những vị hộ mệnh, người đem đến điều tốt lành, bình an, sức khỏe, may mắn và giúp bảo vệ mọi người trong cuộc sống. Phật bản mệnh được biết đến như một trong những vị hộ mệnh, người đem đến điều tốt lành, bình an, sức khỏe, may mắn và giúp bảo vệ mọi người trong cuộc sống. Phật bản mệnh của mỗi tuổi, mỗi giới là một vị riêng, mỗi vị có nhiều công đức mang tính chất đặc thù khác nhau. Vì thế nên chọn và tu hành theo Phật bản mệnh tương ứng với tuổi của mình để đạt được những nhiệm màu tốt đẹp. Mỗi cầm tinh đều có một thủ hộ thần, đây chính là bản mệnh Phật, có tác dụng bảo đảm bình an, tránh tai tà. Đeo bản mệnh Phật bên người sẽ gặp nhiều may mắn, phúc đức và kết được thiện duyên. Bản mệnh Phật vừa là vật phẩm phong thủy cát tường lại có ý nghĩa tâm linh. Người gặp năm khó khăn, trắc trở, mọi việc không thuận, công việc bất định, dung chuyển bất an, thị phi nhiều, khổ nạn lắm hay có tai ương, gây khó dễ, cãi vã về tiền bạc, tình cảm, quan hệ giao tiếp hao tổn thì nên thỉnh bản mệnh Phật về đeo. Mỗi cầm tinh đều có một bản mệnh Phật riêng, bản mệnh thiếu hụt cái gì sẽ được bù đắp, che chở cái đó. Đặc biệt trong năm bản mệnh phạm thái quế, vận trình hung hiểm, năm hạn kéo đến thì bản mệnh Phật có thể khơi thông năm hạn, gặp dữ hóa lành, vượt khổ đến vui. Theo quan niệm duy tâm, mỗi người sinh ra đều có một số phận định sẵn dựa vào duyên phận tu kiếp trước của mình, nên không ngẫu nhiên bạn sinh vào ngày tháng năm đó, cũng không ngẫu nhiên bạn là con của cha mẹ bạn. Mỗi người sống đều dưới nghiệp quả tu kiếp trước, vì vậy mỗi năm mỗi con giáp sẽ gặp những vận hạn khác nhau mà mỗi chúng ta phải trải qua. Vì vậy đeo Phật bản mệnh bên mình cũng là một cách giúp bạn hóa giải, giảm nhẹ những tai ương khó dễ trong cuộc sống. Trong cuộc sống, vận khí con người có thịnh có suy, phúc chẳng đến nhiều mà họa tới như thác lũ. Trước việc họa phúc đời thường, con người không thể không tin vào mệnh số. Khi được sinh ra, con người thường có một vị Phật, Bồ Tát hộ thân, biết được điều đó mà chuyên tâm tích phúc tích thiện, không làm những điều trái với lương tâm, hiền thành hướng tới bản tôn cầu nguyện thì mọi hung họa cũng qua đi. Tuy nhiên, trang sức phong thủy Phật bản mệnh chỉ phát huy tác dụng khi được lựa chọn phù hợp với tuổi, con giáp. Mỗi năm sinh tương ứng với một vị Phật bản mệnh khác nhau, Phật bản mệnh nào độ cho tuổi của bạn? Trong 12 con giáp đều có những vị Phật bản mệnh riêng giúp bảo vệ. Phật độ mệnh không phân biệt giàu nghèo, giới tính. Vì thế nếu muốn cầu bình an, may mắn, thành công thì nên đeo vòng hoặc dây có hình vị Phật độ mệnh cho con giáp của mình và làm việc tốt kết hợp để cầu phúc. Theo sách Pháp Huyền Châu Lâm ghi chép lại thì trong 4 biển có 12 loài thú được Bồ Tát giáo hóa. Khi cõi người mới hình thành, Bồ Tát có phân nhiệm vụ cho 12 loài thú này bảo vệ và hưởng lợi ích.
Mỗi loài thú là một con giáp, mỗi con giáp lại chịu sự quản lý và độ mệnh của các vị Phật khác nhau. Những vị Phật độ mệnh bảo vệ và mang đến may mắn về sức khỏe, tài lộc, công danh, tình duyên cho những con giáp này. Vì vậy muốn cầu may mắn, bình an mỗi người cần biết mình thuộc con giáp nào.